Cái chỗ này là nó kêu là The Salt Lake Barbecue. Nó rất là nổi tiếng ở bên Austin, Texas, Texas. Nằm ở cái chỗ này thì nó ở trên Round Rock, thành phố Round Rock, cái chợ 15-20 phút ở trên Austin đó. Này các bạn coi kìa, cái barbecue kia nó nấu đã không? Hôm nay nó không có nấu cho tại nó nấu đủ rồi, nhưng mà cái lò barbecue nó nấu lớn quá trời luôn. Yeah. Đồ ăn ra lạ lắm các bạn, cái này nó làm sẵn rồi nha. Cái này là cái pork rib nè, ngon không? Cái rib pork rib. Còn cái này là cái brisket. Còn bên này là cái sausage. Cái này là gà nè, nửa con gà nè, làm kiểu Mỹ á. Oh, I thought they cut this. It's probably better for a little bit. Này xong rồi có bơ nữa, có bánh mì nè. Thích nhất là cái brisket nè. Các bạn coi này, cái brisket ngon không? Nhìn nó nướng rất là hấp dẫn. Ok, dỗ ra thêm brisket đi, brisket ngon á. Cái này xong bỏ vô chấm với cái sauce nè. So good. Ngon. Ngon không em? Ngon. Ngon. Không có đấy làm ngon, thích sự nó chỉ làm barbecue thì là ngon. Đấy. Nó tơi quá. Cái này làm ngon, thích ở đây làm sáu lít nó làm ngon. Cái này con gà nè. Gà ngon lắm. Ngon, gà ngon. Ăn ngon không? Thank you. Cái gà ngon không em? Ngon á. Nó làm tươi không? Tươi thì không biết tươi, nhưng mà nó cái gia vị nó ngon. Gia vị nó ngon, da ở đây nó thấm lắm. Ngày xưa anh ăn ở đây em biết không? Cái gia vị thì nó ngon. Nè, con gà nó làm nè, thấm không? Wow. Cái này ngon nè, cái brisket này ngon nè. Cái miếng này ngon, cái miếng này rất ngon các bạn. Cái này không biết nó làm thấm lắm. Ăn cái này xong chấm với cái sauce vô nè, chấm với cái sốt này nè, cái sốt của nó nè, sốt barbecue của nó rất ngon. Rồi, còn cái này là cái sườn nè, sườn của nó nè, hấp dẫn không? Cái này cắn vô cái đã. Thùy ăn sườn không? Oh, it's yummy. Thank you. Ngon. Nè, bỏ cái thịt ra đây. Brisket này rất là ngon. Không biết nó cắt. Chấm vô. Chấm với sốt. Bánh mì ngon không? Không. Nó cũng ấm hả? Then you like sweet bread of the sweet, yeah, a little bit sweet, not that much. Yeah. Did you get that one, yeah? Yeah. Mm-hmm. 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 I never see kids eat pickle. And then it's like chicken. Side. Mm-hmm. Alright, you want chocolate? Mm-hmm. Yeah. Sausage is you want beans? Cái này phải lít. Ăn thêm này đi thôi. Hả? Ăn thêm này đi. The chicken is pretty good. Mình là bí sợ. Ăn một miếng thấy ngon. Ăn miếng thứ hai thấy ok. Ăn miếng thứ ba thấy ngon. Nó nặng bụng. Nó còn nước mà. Nó ngớn. Giờ anh thấy ngớn. Rồi, ấy ngớ ngẩn. Mai kêu đi ăn rồi, chắc đi ăn rồi.
Cuối cùng mà ba người ăn hết rồi nè. Ngon. Ngon bé. Ngon. Ngon. Em ngon không em? Ngon. Cái này ăn ngon lắm các bạn. Cái này ăn rất là ngon, nhưng mà cái này ăn ăn một miếng đầu ngon. Thôi. Miếng hai ok, miếng ba. Mình ngán cái này mà ăn hoài ngán lắm các bạn. Không rồi. Thịt mỡ không rồi. Hoài là cái này ăn hết rồi. Thank you.